À, xin mời chị giới thiệu bản thân. Chị là Trần Quỳnh Trâm, năm nay chị 32 tuổi, hiện là chị là full time mom. Ngoài ra còn làm biên kịch tác giả cho những kịch bản ở sân khấu và một số cái công việc mình thích. Wow, phụ nữ đa năng ha. Mẹ biếm sữa toàn năng, đa năng. Mà chị nói hình như là cái gì? Mẹ biếm sữa full time là toàn thời gian đúng không? Đúng vậy? Rồi em, và những lúc mà con chị ngủ thì chị mới làm những công việc chị thích. Bây giờ là chị đang có bé, là bé đang lớn bao nhiêu tháng chị? Hiện tại là chị có hai bé sinh đôi, được 2 tuổi. Hai bé sinh đôi. Phát hiện là có em bé thì lúc đó vợ chồng như thế nào, chị phản ứng như thế nào? Mừng em, tại rất là mừng. Tại vì là em cưới đến thời gian này là được 5 năm. Sau 2 năm đầu á, tụi em mới bắt đầu là có con. Cái cảm giác mà sau 2 năm trời vẫn không có con được á, thì mình cảm thấy rất là thất vọng, cảm thấy rất là chán. Thì cái chồng chị nói thôi ráng thử lại lần nữa đó, nhưng mà lần này mà không có con nữa thì chắc là hết duyên. Cái thôi thử thì lại thành hai đứa. Thương ha. Lúc đó là em đi siêu âm. Em đi thử thì là thấy có thai. Cái vô bác sĩ siêu âm nói rằng là ủa sao siêu âm hoài không thấy có. Xét nghiệm máu thì là cái nồng độ HCG rất là cao rồi. Nhưng mà vẫn không thấy. Cái bác sĩ nói chết rồi, kiểu này chắc là có thai ngoài tử cung. Đó là cái tuổi của em cũng không có được nhỏ, gần 30 rồi. Cái thấy nghe nó có thai ngoài tử cung lâu quá, nó chết rồi không biết làm sao. Cái thời gian đó là thai đang di chuyển, chưa có đậu xuống hẳn. Cho nên nếu một số bác sĩ nào đó mà họ hơi chủ quan á, thì họ dễ phán đoán nhầm là thai ngoài tử cung. Và bạn của chị đã từng rơi vào trường hợp đó, và thậm chí người ta khuyên là uống thuốc cho nó trôi ra nhanh á. Nhưng mà cũng may là đi khám lại bác sĩ khác kịp thời. Cho nên điều này mình chia sẻ với nhau cũng để các mẹ bỉm sữa khác là khi mình có thai đó thì cũng đừng có hoang mang quá. Đúng rồi, lúc đó em cũng phải đi bác sĩ khác. Tuần sau hay sau đó em không nhớ rõ, thì siêu âm lại thì nó thai xuống tử cung rồi. Lúc đó cũng rất là mừng. Nhưng mà vẫn chưa biết là mình có song thai. Cho đến khoảng tuần thứ 6 em có nằm mơ. Giống như điện báo vậy đó. Em nằm mơ thấy mợ của em có hai đứa con sinh đôi là con gái. Mà mặc dù mợ em cũng đã gần 60 rồi. Nghĩa là chỉ khác nhân vật trong giấc mơ thôi. Còn thực tế là cũng có hai trẻ sinh đôi là con của mình. Sinh đôi, trời ơi, cái cảm giác lúc mà mình đang bầu mà mình có bị nghén nhiều hơn gấp đôi những người khác không chị? Đến khoảng 2 tháng, chưa thấy gì hết. Em nói trời đó ơi, hay quá, không bị, không ngén, đang mừng. Cái đến khoảng 2 tháng rưỡi là ói sắp mặt luôn, ói ra máu là phải đi cấp cứu. Thì thật ra không phải là do gì ghê, mà do em ói nhiều quá cái cổ em bị chảy. Em ói ra máu mà tại em sợ chứ. Cái cảm giác mà mình mong có con quá nên cứ có con cho nó giống như là nó quý, giống như là cục vàng cục ngọc của mình vậy đó. Đợt đó chồng em đi xuống, em thì bị động thai, bác sĩ bắt em phải nằm chỗ, là phải em thuê người giúp việc để mà giống như là bưng đồ ăn đến tận giường cho em luôn. Em thì có cái tính là hay nghĩ hay lo xa, cái em cứ lo, em nói chết rồi không biết có khi nào mà ở nhà cái nó giết mình chôm đồ này kia hay không, kiểu kiểu vậy. Ai dè cái đến khi mà em vừa đuổi được cái cô giúp việc đó đi, thì ở bên cái công ty môi giới người ta gọi điện thoại qua, nói trời đó may quá công an mới đến chỗ em. Tại vì cái cô đó là tội phạm bị truy nã rồi. Như vậy là trong quá trình làm cổ phải có biểu hiện gì đó nên mới làm em lo sợ hả? Em nghi chị, tại vì đầu tiên vào thì ai cũng sẽ đưa cho em giữ chứng minh nhân dân hết, nhưng mà tự nhiên được vài ngày cái em không thấy cái chứng minh đó nữa. Cái em nói rằng là hay là cô này tranh thủ lúc mình đi vắng lên lấy. Rồi thêm những cái lần mà cứ hay xin đi, nói là đi gửi tiền về quê cho con của mình cái này kia, mà chân diện xịt dầu thơm ghê gớm lắm. Tự nhiên em có cái linh cảm gì kỳ lắm, em thấy là không có được ổn lắm. Ban đầu chị nghe thì chị tưởng là lúc mình có bầu mình hoang mang đủ thứ rồi mình căng thẳng, nhưng mà chị suy diễn ai vậy thật, chồng tội phạm thì em có cái giác quan thứ sáu vậy. Còn kỷ niệm gì đáng nhớ đối với chị không? Chuyện buồn là chính à, sức khỏe mình nó không có tốt. Song thai thì nó có rất là nhiều những cái rủi ro. Em bị nhau tiền đạo, con em thì bị truyền máu song thai. Một trong hai đứa bé ở trong bụng em bắt đầu nó truyền máu cho cái đứa còn lại và nó chết dần. Cũng may là đến tuần thứ 32 nó mới bị. Cái ký tụi nó bắt đầu chênh lệch rất là rõ. Đầu tiên chỉ chênh lệch khoảng 100-200 gram, sau đó tăng lên đến hơn nửa ký.
Tại vì lúc đó trọng lượng tụi nó mỗi đứa có 1-2 kg, mà hơn nửa ký thì là rất nhiều. Thì thành ra là 35 tuần đã phải mổ rồi. Tức là bác sĩ kêu mổ trong tuần thứ 35. Thì cái ngày mà cùng nhau đi sanh nó sẽ diễn ra như thế nào vậy chị? Mở tủ ra, chị soạn đồ, coi mình nên mặc một cái đầm body ôm màu trắng hay là một cái đầm maxi dài màu xanh. Cái xong chị chạy ra chị hỏi mẹ, nói mẹ giờ mặc nào giờ? Không, mặc màu xanh đi cho nó hy vọng. Đó là vậy luôn, là đi vô trong tình trạng rất là thoải mái. Tại vì mình biết là mình mổ mình sẽ không giải qua đâu đẻ, mình không có những cái áp lực. Chỉ có cái lúc sợ là cái lúc mà một mình nằm ở cái phòng mổ. Sau khi mà em gây tê tủy sống xong á, thì em bị tụt huyết áp. Em không có thở được. Rồi tay chân tê co lại hết. Não mình cảm giác như là nó bao trùm đen dần vậy, tối dần. Lúc đó cái cảm giác nó chết rồi hay là mình sắp chết. Cái em sợ quá, rồi mấy người y tá trong đó cũng cứ lâu lâu lại hỏi coi là em ok có tỉnh không. Dạ. Thì cuối cùng em cũng vượt qua. Buổi trưa em mổ xong thì đến khoảng 5 giờ mấy chiều là em lật đật bò xuống giường tập đi, tại vì em phải đi thì em mới xuống thăm con được. Nó nhỏ quá, phải nằm cách ly riêng suốt 5 ngày, em nằm trong bệnh viện luôn. Mà trời, lúc đó nó đau kinh khủng luôn. Đau lắm chị. Dùng cái từ bò xuống giường đó. Lớt dạ, em mà dùng em lớt hả? Dạ em lớt. Thì em xuống dưới cái phòng đó thấy con mình, trời đất ơi, nó không như mình tưởng tượng. Béo xíu vậy nè chị, mà nó nhăn nhúm mà. Tự nhiên lúc đó hả, nước mắt nó túa ra mà mình không có không kiểm soát được luôn. Mà chị công nhận là em giỏi thiệt. Tại vì có một số phụ nữ mà chị gặp rơi vào những tình huống đó thì lại rất là nhõng nhẽo. Vì mình vừa sanh xong rồi đòi người khác phải tập trung vô mình, phải chăm sóc mình. Thì em là chỉ có nghĩ tới con, nghĩ tới con thôi. Chị đang nói em phải không? Chị đang nói xíu em nè. Đó, như là đòi anh chăm sóc mình nữa không? Hai bên có hai người đỡ đi luôn, là giống như hoàng thượng. Nhưng mà chị tự đi xuống tới nơi luôn. Nó bữa đó đau lắm. Bữa đầu tiên đau lắm. Tại lúc đó đã em còn tê rồi. Với lại em có một cái vấn đề là em khi mà lần đầu tiên em bước vào toilet em bị hết hồn khi thấy cái cơ thể của mình nó thay đổi sau khi sinh. Không nghĩ là nó kinh khủng như vậy. Thế là em không có cho ai gần em hết. Ủa hết hồn là sao chị, nó bị gì chị? Là nó ghê lắm quá em. Về cái hình thể của đúng mình rồi. Kiểu vậy thì chị bị rạn ghê lắm. Rạn đến lên tới trên ngang bao tử luôn. Lúc đó là cơ thể nó chưa có co vào chị nên nó cứ trội lình phình lèo phèo kinh khủng lắm. Em ơi cái này ai cũng vậy đó chị, sanh xong 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng người ta đi thăm ta tưởng mình có bầu nữa, xấu hổ dễ sợ. Sợ. Lúc đó là mình giống như là con đàn ông mà nhợt nhạt á chị, thì cũng để tóc bung bê nữa nè, trời ơi không đánh son nhìn thấy ghê lắm nha chị. Nhưng mà chị hỏi nè, cái đầm màu xanh đó còn không? Dạ còn. Mấy gì liên quan đến kỹ vật là em giữ kỹ lắm. Tiếc là mình không được mặc cái đầm màu xanh nó vô trong phòng mổ đúng không? Chứ không mình con mình sẽ được chào đón trong một cái màu xanh rất là đẹp. Thì mặc đồ gì tới là cũng cỡ ra thôi mà. Nhưng chị nghĩ rằng là em giữ để mà em kể câu chuyện đó cho con em. Lúc mà chị gặp được bé á, mà chị ẵm được trên tay mà về chăm sóc luôn rồi á, thì có phải là công việc nó sẽ gấp đôi hơn, là áp lực gấp đôi thế? Tại vì em cảm thấy là em chăm một đứa con rồi em thấy là đủ mệt rồi, đây là gấp đôi lên nữa. Chị nghĩ là gấp đôi, mà thậm chí nếu như so với những cái người mẹ mà người ta chị nghĩ rằng là chăm con theo kiểu bản năng á, thì chắc là chị phải gấp 8 luôn. Tại vì chắc là em có bệnh cuồng con, với lại em coi cái chuyện mà chăm con sinh con bản năng nó còn là cái công việc mà em đam mê thật sự nữa. Nên em rất là kỹ, em kỹ từng tí luôn. Như đến bây giờ nó 2 tuổi rồi mà đồ chơi rớt xuống đất em phải đem đi rửa nước sôi em mới đưa lại nó chơi. Rớt đất là rớt trong sàn nhà bình thường thôi. Mỗi lần mà đi vệ sinh vô là xong, ra ngoài rửa tay xong, ra phải rửa thêm nước diệt khuẩn. Chung là mọi thứ em đều rất là thì kỹ. Em phải tốn thời giờ rất nhiều. Dạ đúng đó. Rồi. Ông xã em thì nghĩ theo kiểu rằng là trời ơi, bao nhiêu đứa, ví dụ như đầu đường xó chợ tụi nó vẫn có thể gì được. Đó là cái kiểu, trời em nói là như vậy. Mình như vậy cái điều kiện vậy là tốt lắm rồi, đừng có kỹ quá. Thì là hiện giờ hai cái cách chăm nó bị khác nhau. Cái điều đó có dẫn đến sự căng thẳng không? Cũng có chị, nhưng mà thường thường em luôn thắng. Thì em đưa ra được cái lý do đúng. Ví dụ như bây giờ nghĩ đi, bệnh nó bệnh xuống ai cực. Em mắc cười nhất chị nói có chị nhưng mà em luôn thắng. Nó rất là nhẹ nhàng, chị còn sự khẳng định vô cùng là nhẹ nhàng luôn. Nó thì em nghĩ là nếu mà chị kỹ như vậy thì sẽ kéo theo nhiều cái stress lắm luôn chị. Stress với lại bị suy nhược nữa em. Thì hồi tháng 6 năm ngoái chị nhớ là cái lúc đó là chồng chị đi làm về,
thì bị viêm họng cấp á chị. Cái xong rồi lây cho cả nhà luôn, lây cho hai đứa nhỏ, nó sốt đến 39.5 độ. Em cũng bị sốt nữa nhưng mà em buộc phải thức đêm chăm, em không bỏ lơ được. Cái thành ra đến khi mà nó khỏe rồi thì là em xỉu. Hôm đó đang đứng chờ thang máy, cái em đứng xỉu, em thấy cái đùi mà em không biết gì hết. Đến nỗi là gãy luôn xương hàm. Trời ơi, té nặng vậy luôn hả chị? Đứng trên đất té xuống rồi gãy xương hàm luôn. Thì chị nghe chồng chị nói là chị thay vì người ta té, người ta khuỵu cái đầu gối xuống rồi người ta mới ụp xuống từ từ, đúng không? Chị là rất là độc mặt. Dạ đúng không? Em té cầm bên này, gãy nguyên một cái vũng máu. Và lúc mà chồng em chạy lại đỡ em lên, em còn nghĩ rằng là em đang ngồi, chứ không phải là em xỉu, có nghĩa là em không hề biết mình xỉu luôn. Sau cái sự cố đó thì em có thấy mình nên giải tỏa bớt cái áp lực đó không? Em bồi dưỡng sức khỏe mình tốt hơn. Ví dụ như em uống thêm thuốc bổ rồi dành cái thời gian nghỉ ngơi cho mình hơn thôi. Chứ em cũng không muốn bỏ lơ cái chuyện chăm con kỹ. Như vậy là em toàn tâm toàn ý với con và cũng không dám giao con cho ai luôn hả? Em cũng giao nhưng mà giao trong một cái khung giờ đó em nghĩ rằng là có thể ổn. Cái khung giờ đó nó sẽ ít hoạt động, nó sẽ nằm đó, nó chỉ bú sữa hay gì đó thì ok. Hai bé có dễ nuôi không chị hay là khó? Thời gian đầu thì tương đối khó em, tại vì nó sinh non á, nó luôn bị khó chịu vậy đó. Chị cũng không biết nói như thế nào nữa. Ví dụ như ban ngày nó ngủ rất là nhiều, cứ đêm cái là nó thức. Mà nó thức thà, ví dụ như con người ta thức chơi, nó đang thức khóc. Khóc liên tục 3-4 tiếng luôn á chị. Cứ bế trên tay suốt luôn 3-4 tiếng đồng hồ. Em bế hay là ba nó bế? Phải chia ra chị, tại vì mỗi người đứa. Thì lúc đó là bố mẹ em về đây lúc 6 tháng đầu. Thì coi như là tụi em ca đêm 6 giờ, cái bố mẹ em dạy cái là đổi ca. Cái bố em mới nghĩ ra một cái ý kiến là bật cái nhạc rumba cha 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 lên, vừa bế vừa nhảy theo nhạc. Ai về hiệu quả chị? Hiệu quả lúc đó thôi, những lần sau ông ngoại có dùng tiếp bài đó không? Cả nhà đều dùng luôn á chị. Là đến chị giúp việc của em cũng tập nhảy. Bây giờ cả nhà biết nhảy rumba. Dạ. Để mà ru em bé. Đến bây giờ thì nó dễ nhiều lắm rồi. Rồi chia ca chăm con thì có chia ca để chăm chồng không? Chăm chồng, chuyện ấy. Chồng chắc là tự chăm thôi, tại vì phải hiểu được cái hoàn cảnh của mình nó như thế nào. Nếu như mà dành cho chồng thì chắc chắn con nó sẽ bị giảm một tí xíu. Mà em muốn những cái năm đầu đời của nó em xây cho nó cái nền tảng tốt nhất. Chồng để từ từ mới mốt chăm cũng được. Chồng thì rất là mập rồi nên chắc là không chăm thì cũng không sao. Mà hiện tại bây giờ hai bé, là một bé đã 2 tuổi rồi. Cái điều mà em cảm thấy thiêng liêng nhất là khi mà thấy con mình lớn lên xong mà biểu hiện tính cách một cách rõ ràng. Hai bé tính cách là khác nhau hay là khác nhau 100% luôn em. Tuy là sinh đôi có thể nhìn bề ngoài nó giống nhau 1 9 1 10, nhưng mà cái tính nó là hoàn toàn khác nhau, rất là rõ. Cụ thể là sao chị? Cụ thể hả? Ví dụ như bây giờ thằng Anh đi ha. Thằng Anh nó rất là ganh tị, nó cực kỳ ganh tị luôn. Ví dụ như sáng vừa thấy mẹ mở cửa phòng ra một cái là tại sáng nào chị có thức dậy chị cũng ra, chị giang tay ra hết, là nó đang làm gì đó nó bỏ hết, nó chạy lại nó ôm chị, mà nó thấy thằng em chạy lại là nó khôn em. Trời. Nó sẽ giành, nó không có cho chạy lại mẹ, nó giành ghê lắm. Hoặc là em nó đang chơi gì đó cái nó chạy lại nó giật, rồi cái nó đánh em, nó khóc, rồi cái em nó cũng chịu đựng. Thằng em chịu đựng luôn. Thằng em chịu đựng cả tháng trời, đến khi chịu hết nổi rồi đánh cái xong nó bỏ chạy. Tính nó chậm. Vậy là hai bạn đó là một bạn giống ba, một bạn giống mẹ không? Em cũng nghĩ là vậy á. Thằng em tính nó cũng kỹ tính và nó gọn gàng hơn. Là giống ai? Chắc giống em quá. Từ lúc mà chị mang bầu tới khi đẻ ra, chị cảm thấy chồng chị là một người quá là tốt không? Cư xử quá tốt với vợ con không? Nói chung là quá tốt thì cũng không thể nói quá tốt, mà chị cũng thấy ổn rồi. Tại vì so với nhiều người đàn ông hiện tại thì nhiều người ta thờ ơ lắm, không quan tâm đến cảm xúc của vợ. Thậm chí khi mà vợ buồn, vợ lên tiếng, vợ khóc, vợ nói cũng mặc kệ. Còn nếu chồng chị thì nghe. Lúc có bầu chị nói rằng là bây giờ bỏ thuốc hoặc là bỏ nhau, có thể chọn. Thì cuối cùng là bỏ thuốc đến bây giờ luôn. Chốt lại là chồng chị có tật xấu gì hay không? Cũng hơi mê chơi, đó là cái tính từ trước rồi. Nhưng mà chấp nhận được là tại vì em nói vẫn còn nghe. Nghe với lại ê khoan Thanh, chị thấy từ đầu đến cuối đây chẳng những là một bà mẹ mà là một nhà giáo dục tốt cho chồng. Giống như là biến đổi người chồng thành một tấm gương sáng. Chị đã từng bao giờ mà bị stress trầm cảm sau sinh đến mức mà ảnh hưởng đến mình và cả con mình luôn không? Có chứ em, tại vì bản thân em đã từng bị trầm cảm trong quá khứ. Nên em rất là sợ nó đến lại với mình.
Bất cứ là trước khi mình có gia đình dạ, hả? Dạ không, trước khi em có con thì em đã bị trầm cảm. Mà từ hồi có con tới giờ thì thật ra cũng có, nhưng mà giống như là em quen với nó rồi chị. Đối với em cái bệnh trầm cảm nó giống như là sống chung với một con thú dữ vậy đó. Nếu như mà mình mạnh hơn nó thì nó không có ngự trị được mình. Còn nếu như một hôm nào đó mình bị áp lực quá nhiều thứ, mình yếu thì chắc chắn nó sẽ đến. Đó là cái đợt mà chồng em đi làm suốt 8 ngày. Con em thì nó bị tiêu chảy suốt cả gần 1 tháng trời. Trời em điên cái đầu luôn á chị, em điên là đúng nghĩa em điên luôn. Tại vì hôm đó cái em bế một đứa qua phòng, một đứa thì ở bên kia. Cái em thấy nó lại nó lục đồ chơi mà nó bỏ vô miệng. Thì em xót lắm chị, em mới la lên em nói là trời đất ơi, bị tiêu chảy mà còn bạ đâu bỏ đồ vô miệng. Lúc đó nó nhỏ lắm, nó chưa được 1 tuổi nữa, mới có mấy tháng là nó chưa có biết gì hết. Cái nó vẫn cứ ngơ ra. Cái em mới trời tức quá, em chạy là em quăng nó xuống nệm cái bùm. Thôi lên cơn điên luôn ấy. Cái nó khóc quá trời, mà dạng như nó bị dập môi chị, nó chảy máu. Lúc con khóc òa lên thì mình tỉnh lại. Em vừa thấy vậy cái trời đó ơi, em ôm nó em khóc luôn, em xin lỗi nó quá trời. Trời đó hay trong lòng mình giống như là nó vỡ vụn nó hết vậy. Em chỉ còn thấy con em bệnh, chỉ cần nó thở không được, nó khò khè thở không được. Trời ơi, em khóc quá trời, muốn sao xót gì đâu. Mà hả, giống như một lần này em giả bộ em ẩm nó không, mình ẩm nó hê hê là xong đung đầu trong cái tường. Mà cái tường mà hơn là cái tường cỏ chị, mấy cái cỏ giả giả đung vô xong cái lũng, cái lỗ, mấy cái lỗ in lên là trời ơi. Dỗ mà dỗ nhiệt tình quá luôn. Trời ơi, vui á, là vui hê, nó như con hê đung. Trời ơi, nó khóc quá trời, lúc đó em tưởng là trời chắc em chết, em sẽ khóc muốn xỉu luôn. Cũng có nhiều lần em nghĩ là ví dụ giờ đánh nó chắc là nó sẽ sợ, mà em cũng suy nghĩ lại ví dụ giờ đánh nó không biết gì đâu. Nó gây căng thẳng thêm. Dạ, vậy chị Linh Trang có thể tư vấn cho các mẹ đang có ý định quăng con xuống đường hay là đúng không? Giống thực ra Tâm thấy không, mình tiếp xúc với rất nhiều khách mời rồi, mỗi người cái sự căng thẳng nó khác nhau. Yeah. Nhưng mà chị nhận ra rằng bạn Trâm á, bạn yêu cầu cao vì muốn mọi thứ tốt nhất cho con. Yeah. Nhưng mà chị muốn nói với Trâm và các bà mẹ là mình là cha mẹ thì mình luôn luôn là toàn tâm với con. Yeah. Vì cái sự toàn tâm đó mình muốn mình cũng trở nên toàn năng. Yeah. Để mình có thể làm tốt tất cả mọi thứ cho con mình. Yeah. Nhưng mà sự toàn tâm thì có thể, sự toàn năng là mình không phải thần tiên để mình có thể toàn năng được. Mình đặt ra yêu cầu cao để con phát triển là đúng rồi. Yeah. Nhưng mà cái vượt mức nó sẽ gây sự căng thẳng cho mình. Yeah. Mà đôi khi không chỉ căng thẳng cho mình mà còn gây căng thẳng cho con và cho những người xung quanh nữa. Hiện thời thì mình cũng có thể kiểm soát một chút ở chồng, rồi mình kiểm soát con, rồi kiểm soát cha mẹ mình nữa. Nhưng mà cuộc sống nó mênh mông phía trước con. Mình không thể 1 tuổi, 2 tuổi mãi mà con sẽ đến trường, con sẽ ra ngoài. Cho nên nếu mà với tâm thế đó chắc chắn là không chỉ Trâm mà các mẹ cũng sẽ căng thẳng, càng ngày leo thang hơn. Thay đổi mình thì dễ, nhưng thay đổi người khác thì rất là khó. Thành ra là hãy giảm bớt cái tính kiểm soát của mình đi. Vì khi mình kiểm soát, mình kỳ vọng thì sự kỳ vọng càng lớn, sự thất vọng nó sẽ càng cao. Mình mong đợi con mình sẽ làm mọi thứ giống như mình nghĩ, nhưng đến một ngày nào đó con còn nhiều sự tác động khác. Nên để giảm bớt căng thẳng thì hãy chia sẻ với mọi người và dung hòa nó. Chị thì chị thường nghĩ vậy nè, mỗi lần chị làm gì cho con chị á, là chị nghĩ không phải là mình sợ nó khổ lúc mà có mình, mà mình phải sợ nó khổ lúc không có mình. Vậy cái gì mình cũng tốt nhất cho con hết, nhưng khi không có mình người ta không làm điều tốt nhất. Con nó sẽ bức bối khó chịu. Nếu mình thương con thì mình đừng có tạo cho con cái điều đó. Wow, cảm ơn những lời chia sẻ của chị Linh Trang.